Nhân dịp Trung Thu thì nhà Pokemon Company đã tung ra trailer mới cho bản Scarlet và Violet, giới thiệu 3 Pokemon mới, trong đó có 2 con Mega Man và 1 con cua. Cái trailer này cũng cho chúng ta biết thêm một số thông tin về 3 mục đích chính trong cốt truyện của bản game, cùng với những NPC có liên quan. Sau đây anh em hãy cùng tôi điểm qua những chi tiết quan trọng của kỳ này nhé. Đầu tiên, giống như đa số các bản game Pokemon truyền thống, chúng ta có hành trình chinh phục các phòng huấn luyện để tiến tới liên đoàn Pokemon. Trước đây có một Gym Leader đã được công bố là Grusha, chuyên hệ băng, thì trong trailer này chúng ta được làm quen với Brachios, chuyên hệ cỏ. Trước khi thách thức các phòng huấn luyện thì người chơi sẽ phải trải qua một bài kiểm tra, giống như trong bản Sword và Shield. Và ở cái gym này anh em sẽ phải đi tìm những con Sunflora đang lẩn trốn. Về vấn đề này thì ở bản Sword Shield họ đã làm khá tốt ở các gym đầu tiên, nhưng mà đến các gym sau này thì kiểu bị tiến độ thúc flit hay sao đấy mà nó bị chán hơn, hay thậm chí là còn không có. Hy vọng là bản Scarlet và Violet sẽ không lặp lại cái điều đấy. Dù là gym hệ cỏ, nhưng mà ông Brachios ở đây sử dụng một con Pseudo Woodo, là cái cây mà anh em mình ai cũng đã tưởng là hệ cỏ hồi mới gặp lần đầu tiên ấy. Cứ một lần này em ý đã được biến thành hệ cỏ nhờ cơ chế Terrasso. Và đáng chú ý là nó sử dụng một chiêu thức mới tên là Trailblaze. Cái chiêu này có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên con Quetzli hệ nước, cho nên có thể phỏng đoán đây là chiêu thức hệ cỏ mới của Pseudo Woodo. Vốn con này cũng đã học được Woodhammer rồi, cho nên cũng không có gì lạ lắm. Và con Pseudo Woodo có thể đánh trước Quetzli trong khi nó chỉ có 30 tốc độ cơ bản, thấp hơn tất cả các starter cấp 1 từ trước đến nay, cho nên tôi đang phỏng đoán đây sẽ là một chiêu thức ưu tiên. Tên của chiêu này thì có nghĩa là tiên phong mở đường, cho nên có thể nó sẽ hoạt động giống như Fake Out và First Impression, chỉ có thể dùng được ngay sau khi tung ra, đổi lại thì nó sẽ có mức power khá khá. Tiếp theo chúng ta được giới thiệu đến Jita, bà chủ tịch liên đoàn Pokemon vùng Paldia. Theo như thông tin giới thiệu thì bà này là một trong những người thuộc rank champion, tức là một trong những trainer mạnh nhất của vùng. Kinh nghiệm chơi Pokemon của tôi cho biết rằng mấy ông bà chủ tịch này rất dễ là phản diện, cho nên anh em cứ để mắt kỹ một tí nhá. Hành trình thứ hai của game đó là đối đầu với team quậy phá của vùng này, đó là Team Star. Đây là một nhóm học sinh cá biệt, lêu lổng đua xe các thứ. Tuy vẫn chưa biết được ai là người thực sự đứng đầu cái hội này, nhưng có vẻ hội được chia thành nhiều nhóm. Và nhân vật chúng ta được giới thiệu trong trailer là thủ lĩnh nhóm lửa tên là Mela. Khi mà thách đấu với những thành phần đứng đầu Team Star như là chị này thì chúng sẽ đứng trên một con xế gọi là Star Mobile, và có vẻ như chúng ta sẽ phải chiến đấu với cả cái xe đấy luôn. Theo như thông tin dò dỉ thì cái động cơ của cái xe này cũng là một Pokemon mang hệ thép và độc. Cơ mà hiện tại nó chưa được công bố chính thức, cho nên tôi sẽ không đề cập quá nhiều về nó. Hành trình thứ ba gọi là con đường huyền thoại. Chúng ta sẽ cùng anh bạn Aven đi tìm một loại thảo dược quý hiếm gọi là Herba Mystica. Trong quá trình này anh em sẽ phải chạm trán với những Titan Pokemon to và khỏe hơn rất nhiều so với những Pokemon bình thường. Anh em có thể hiểu giống như là Totem Pokemon của bản Sun Moon hay là Alpha Pokemon của Pokemon Legend Arceus. Qua đây thì trailer cũng giới thiệu một Pokemon mới là Cloth, tên tiếng Nhật Gakegani, Pokemon Mai Phục mang hệ đá. Đây là một con cua đá mà càng nhìn tôi lại càng thấy buồn cười, kiểu mắt nó đảo láo liên, xong nó có lông mũi, xong lại còn hai má hồng hồng nữa. Hề vãi chưởng. Theo như mô tả thì cái con này có thể xoay mắt tất cả các góc, cho nên không có điểm mù. Nó thường bám trên các vách đá để mai phục con mồi. Cơ mà vì treo mình lâu quá cho nên nó hay bị máu dồn lên não và xây sẩm mặt mày. Cặp càng của Cloth vừa khỏe vừa linh hoạt, đôi khi bị rụng mất thì nó có thể nhanh chóng mọc lại càng mới. Đặc biệt là những cái càng này được dùng để làm nguyên liệu nấu ăn ở một số địa phương vùng Paldia. Ngoài đặc tính Shell Armor chống chí mạng mà chúng ta đều đã rất quen thuộc, thì Cloth còn có một đặc tính mới gọi là Anger Shell, sẽ kích hoạt khi mà sinh lực của Pokemon này tụt xuống 50% hoặc thấp hơn. Khi đó nó sẽ bị giảm một bậc của hai cái thủ, rồi tăng một bậc cho tốc độ và hai cái công, kiểu như đây là một phiên bản yếu hơn một chút của Shell Smash vậy. Tuy nhiên thì dựa vào hình dạng của con này, tôi nghĩ tốc độ cơ bản của nó sẽ siêu thấp, cho nên việc được tăng một bậc tốc độ cũng không thấm vào đâu, mà bị giảm tất cả thủ sẽ thốn hơn rất là nhiều. Trừ khi nó có chiêu thức ưu tiên ở đó thì còn có thể gỡ lại được chút ít. Hai Pokemon còn lại trong trailer có thiết kế cực kỳ Mega Man hay là Megamon. Đó là Armarus, tên tiếng Nhật là Guren Aruma, Pokemon hỏa chiến binh hệ lửa siêu linh độc quyền của bản Scarlet. Và Cerulean, tên tiếng Nhật là Soburezu, Pokemon hỏa đao hệ lửa và ma độc quyền của bản Violet. Theo như thông tin leak thì đây là hai dạng tiến hóa của cùng một Pokemon hệ lửa và sẽ tiến hóa tùy theo bản game mà anh em đang chơi.
Armarouge là Pokemon sống theo tôn chỉ chiến đấu công bằng. Nó sẽ luôn luôn đối diện solo với kẻ địch dù chúng mạnh hơn đến đâu. Nó mang một bộ giáp vốn thuộc về một chiến binh đã khuất. Bộ giáp này giúp cho nó gia cố khả năng phòng ngự cũng như là ẩn chứa năng lượng siêu linh giúp nó điều khiển ngọn lửa bên trong cơ thể. Lửa và siêu linh là một song hệ cũng trung bình, không có gì đặc sắc lắm. Về mặt phòng ngự nó kháng được khá, nhưng mà điểm yếu cũng nhiều, thậm chí là những điểm yếu rất nghiêm trọng là đằng khác. Về mặt công kích thì combo hệ lửa và siêu linh tuy không nhiều Pokemon kháng được, nhưng mà những con kháng được lại toàn là máu mặt, ví dụ như Slowbro, Tyranitar, Incineroar, Latios và Latias. Chiêu thức mới mà Armarouge học được là Armor Cannon, giáp pháo. Đây là chiêu mảng đặc biệt của hệ lửa, có hiệu ứng phụ là giảm một bậc thủ vật lý và thủ đặc biệt của Pokemon thi triển sau khi tấn công, giống như là Close Combat. Cho nên tôi cũng mạnh dạn đoán power của chiêu này cũng sẽ là 120 giống như Close Combat luôn, hoặc là 110 bởi vì mảng đặc biệt có vẻ vẫn có lợi hơn vật lý. Cerulean lại quỷ quyệt hơn và không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để chiến thắng. Cặp kiếm lửa ma quái của nó sẽ để lại những vết thương lớn cho đối thủ mà năng lượng sống sẽ chảy ra từ đó. Chiêu thức mới của Pokemon này là Bitter Blade, lưỡi kiếm oan nghiệt. Chiêu vật lý hệ lửa sẽ phục hồi sinh lực cho bản thân bằng 1/2 sát thương gây ra. Đây là chiêu thức hút sinh lực đầu tiên của hệ lửa. Nếu như so sánh với những chiêu hút sinh lực khác như là Giga Drain hay là Drain Punch thì chiêu này có lẽ cũng sẽ mang sức mạnh là 75. Song hệ lửa ma, nếu như chúng ta so với hệ lửa siêu linh thì nó có phần nhỉnh hơn. Điểm yếu của nó thì y hệt như là lửa siêu linh, nhưng kèm theo việc miễn nhiễm hai hệ chưa bao giờ là hết hiệu dụng. Thêm nữa thì việc mang hệ lửa cũng khiến cho Cerulean không bao giờ bị bỏng, một điều rất giá trị đối với những Pokemon chuyên mảng vật lý. Tuy nhiên thì chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta đã có quá nhiều Pokemon mang cái song hệ này. Vừa rồi là Hisuian Typhlosion, và khả năng là con starter của vùng này, Fuecoco, cũng sẽ tiến hóa thành hệ lửa ma nếu như đúng theo thông tin rò rỉ. Đây là một tín hiệu không đáng mừng cho lắm, bởi vì khi mà có sức mạnh và vai trò tương tự nhau thì người ta sẽ chỉ chọn ra một con xịn nhất để dùng thôi, cho nên những con còn lại khả năng là sẽ mất hết đất diễn. Đặc tính của cả hai chiến binh lửa này là Flash Fire, cho phép nó miễn nhiễm lửa, một hệ mà nó vốn kháng. Đồng thời mỗi khi chúng chiêu thức hệ lửa thì uy lực của các chiêu hệ lửa của bản thân nó cũng sẽ được gia tăng. Cái đặc tính này nếu như biết phán đoán một chút sẽ rất là mạnh, kiểu như anh em nhảy vào cái Will-O-Wisp của con Dusclops cũng không phải là quá khó. Tuy nhiên có lẽ mọi người vẫn sẽ mong chờ những cái đặc tính thú vị hơn cho cả hai Pokemon này. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết gì về đặc tính ẩn của chúng nó, cho nên là hãy cứ bình tĩnh chờ đợi game ra mắt đã nhé. Thật ra thì cái trailer trước cái trailer này, chúng ta cũng đã được biết đến con khỉ Raphiai mang song hệ mới toanh là thường và độc. Nó có ngón tay có thể tiết ra chất độc nhiều màu, tùy vào cái quả berry mà nó ăn, và nó dùng màu này để đánh dấu lãnh thổ cũng như là tấn công kẻ địch. Tôi nghĩ là nó sẽ có một chiêu thức riêng để thể hiện cái khía cạnh này. Có thể là nó sẽ thay đổi hiệu ứng tùy vào quả berry mà nó ăn. Hai cái đặc tính của nó là Unburden và Poison Touch cũng đều là những đặc tính khá triển vọng. Đây là một Pokemon có ý tưởng thiết kế khá thú vị. Hình 2D cũng không đến nỗi nào, nhưng mà tôi thấy lên 3D nó không được thể hiện hết cái độ đẹp của 2D. Kiểu người nó đã nhỏ sẵn rồi, lại còn có nhiều chi tiết nhỏ nhỏ như là ngón tay, cánh tay, thân mình của nó đều lèo khèo, cho nên thành ra nó hơi rối và không gây được ấn tượng sâu sắc cho lắm. Với cả thực sự thì hệ thường và độc cũng không phải là một song hệ xịn, khi mà nó vẫn bị kháng bởi tất cả những gì nó vốn bị kháng, và hệ độc cũng không gây được sát thương siêu hiệu quả lên nhiều Pokemon. Còn nữa thì bây giờ game đã có tính năng Auto Battle. Anh em có thể bật cái chế độ tự động lên để cho Pokemon tự chạy xung quanh đánh bọn hoang dã lấy kinh nghiệm. Thật ra cái tính năng này cũng chỉ là để giảm thiệt hại cho nút A của anh em thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm game lắm. Bình thường mình tự chạy vòng quanh đánh quái cũng chỉ spam một nút. Đấy là cái việc vặt mà mình phải làm, chứ cày cuốc cũng không phải là độ khó của game. Thật ra thì từ Gen 1 đã có mấy cái daycare cho anh em gửi Pokemon vào và tự lên level rồi. Với cả Gen 8 cũng quảng cáo một cái chức năng tương tự gọi là Pokejob mà thú thực là tôi cũng chưa dùng lần nào. Cái Auto Battle này nó chỉ khác một tí là anh em có thể nhìn thấy chúng nó chiến đấu mà thôi. Thêm nữa nếu mà anh em cứ thả đấy không trông chúng nó thì có thể nó sẽ lao vào mấy con mạnh hơn và cứ thế đánh. Chủ đi làm cốc cà phê về thấy nằm lăn lóc hoặc là nhìn thấy nó vả chết Shiny thì lại buồn cười. Well, và đó là toàn bộ thông tin đáng chú ý trong trailer thứ 5 và thứ 6 của Pokemon Scarlet và Violet. Cá nhân tôi đến bây giờ vẫn khá ok với tất cả những thiết kế Pokemon, chỉ là phong cách đồ họa nhìn vẫn hơi Sida mà thôi. Và chắc chắn điều này sẽ không thay đổi lúc mà con game ra mắt đâu.
Cứ mà nghĩ lại, tôi cũng đã nói như thế với bản Pokemon Legend Arceus và tôi vẫn đã có một khoảng thời gian tận hưởng con game đấy khá là vui vẻ, cho nên chắc cũng không cần phải quá tiêu cực. Thế còn anh em thích Pokemon nào nhất trong trailer này? Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó, và tôi sẽ gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool!